Cậu bé chăn Cừu, đói ăn khi đặt chân đến Pháp này đã trở thành tỷ phú, sở hữu 150 công ty ở 120 quốc gia. Tôi không chấp nhận số phận ban đầu của mình. Mồ côi mẹ từ khi chào đời, bố từ chối nhận nuôi, M-O-H-E-D-A-L-T-G-A-D sống với bà ngoại trong cảnh nghèo khó. Ông may mắn được một gia đình nhận nuôi và bắt đầu hành trình xây dựng ước mơ của một cậu bé ở tầng đáy của xã hội. M-O-H-E-D-A-L-T-G-A-D là một trong những vị tỷ phú tự thân được nhắc nhiều trong cộng đồng kinh doanh quốc tế. Tôi không có ước mơ gì đặc biệt, chỉ có tham vọng không chấp nhận số phận ban đầu của mình là một trong những câu nói nổi tiếng của ông chứng minh một con người không khuất phục trước số phận và cố gắng thoát nghèo bằng bất kỳ giá nào. Năm 2015, tạp chí Forbes đã dành 6 tráng để viết về MOHED, người đã trở thành thành viên trong danh sách tỷ phú do tạp chí này bình chọn. Vị tỷ phú này còn được vinh danh với hàng loạt các giải thưởng danh giá như doanh nhân của năm tại Pháp và doanh nhân toàn cầu của năm. Để có được thành công như vậy, Người đàn ông đã trải qua một hành trình gian nan để ghi dấu ấn, từ cậu bé chăn cừu thành tiến sĩ ngành công nghệ thông tin. MOHED không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi không có một giấy tờ nào ghi lại ngày chào đời của ông tại bộ lạc Biduni, giữa sa mạc CJIA. Ngay từ khi sinh ra, ông đã mất mẹ, không được cha đón nhận. MOHED được bà ngoại nuôi dưỡng và sống trong cảnh nghèo đói. Không đủ tiền đi học, ông bị bắt đi chăn cừu để kiếm sống song với tinh thần ham học cậu bé đó vẫn lén lút nhìn qua cửa sổ và học trộm với sự khao khát học tập kèm tố chất thông minh mohed được nhà trường nhận vào để đào tạo trong quá trình học tập ông bị bạn bè hắt hủi không phục vì một đứa nghèo khổ thuộc tầng lớp thấp của xã hội nhưng thành tích học tập luôn đứng thứ nhất vì ghen ghét bạn bè đồng trang lứa trôn ông dưới một hố cát và bỏ đi nhưng mohed vẫn cố gắng thoát thân một cách kỳ diệu May mắn mỉm cười với MOHED khi có một gia đình nhận nuôi và đưa ông tới giờ AQUA, Với bản năng thiên phú trời cho, cùng với môi trường tốt, MOHED giành được học bổng tại Montpellier, một trường đại học tại Pháp. Giai đoạn đầu, ông chật vật để hòa nhập vì không biết tiếng Pháp. Thậm chí mỗi ngày ông cũng chỉ ăn một bữa vì không đủ tiền. Song hoàn cảnh không thể chèn ép được tinh thần sắt thép của MOHED ông xuất sắc hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành công nghệ thông tin vào làm việc cho một số công ty công nghệ hàng đầu của pháp nhập quốc tịch pháp rồi vào làm việc cho một công ty dầu khí tại abu dhabi một công việc đáng mơ ước đối với nhiều người trở thành doanh nhân và làm chủ chính mình với tham vọng lớn tự quyết định vận mệnh của mình hơn là làm thuê trở lại pháp mohedaltgad tham gia đồng sáng lập một công ty sản xuất máy tính Năm 1985, ông cùng một đối tác mua lại công ty chuyên kinh doanh giàn giáo đang bên bờ vực phá sản. Đây chính là tiền đề của tập đoàn ALTZAD Group sau này. Công việc kinh doanh của MOHED ALTZAD lên như diều gặp gió. Trong 30 năm gây dựng và phát triển ALTZAD Group đã trở thành một tập đoàn khổng lồ sử dụng hơn 42.000 người với 150 công ty có trụ sở tại 120 quốc gia. Công ty mang tên ông đã liên tục tham gia vào việc tái cơ cấu ngành kinh doanh giàn giáo và các thiết bị phụ trợ cho xây dựng, một ngành vốn rời rạc và mang tính địa phương. Đến năm 2018, ALTGAD Group đã đạt được doanh thu 3,8 tỷ USD. Lần đầu tiên MOHED đạt được vị thế tỷ phú với giá trị tài sản dòng ước tính 1 tỷ USD vào năm 2015. Theo số liệu từ Forbes năm 2021, ông là vị tỷ phú xếp thứ 25 tại Pháp với khối tài sản trị giá 3,4 tỷ USD. Tiền không phải là mục tiêu của cuộc sống. Những người đã từng tiếp xúc với MOHEDALTZAD đều đánh giá ông là một nhà lãnh đạo chu đáo. Tôi cố gắng để những người làm thuê cho mình cảm thấy vui vẻ. Khi vui vẻ, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và có cuộc sống tốt hơn, ông nói. Trong công việc kinh doanh của mình, ông áp dụng tất cả những bí quyết mà cuộc sống đã dạy ông tin rằng chúng ta không thể làm gì một mình chúng ta phải làm việc cùng nhau trong một cuộc phỏng vấn ông chỉ ra rằng hầu hết các doanh nhân thành lập doanh nghiệp của họ với mục tiêu trở nên giàu có nhưng nếu tiền là kiếm thc tất cả chúng ta sẽ giàu có nguyên tắc mà tôi xây dựng doanh nghiệp của mình là tôi không biết bạn tôi không biết bạn có khả năng làm gì nhưng tôi sẽ tin tưởng bạn và làm việc với bạn dù bạn đến từ đâu quốc tịch tôn giáo của bạn là gì ngôn ngữ văn hóa sự nghiệp kinh doanh của ông được dựa trên các giá trị như tôn trọng, đoàn kết, dũng cảm, khiêm tốn và trung thực. ALTGAD nói rằng trong cuộc sống, tiền không phải là mục tiêu. Ông tin rằng có nhiều điều quan trọng hơn tiền như công lý, lòng chắc ẩn đối với người khác và tôn trọng sự đa dạng. MOHED còn được biết đến là một người tiết kiệm, có lối sống giản dị và giàu lòng vị tha. Theo ông chủ tập đoàn HG Lanzer ôn tiết lộ rằng, một người đi học trên những chiếc xe đơn giản nhất thậm chí có xe còn đã dùng hơn 7 năm. Một người sống trong những căn hộ khiêm tốn nhất. Nếu đi du lịch cũng ngồi ở phía đuôi máy bay, tất cả những nhận xét đó đang nói đến MOHEDALTZAD. Ngoài là một doanh nhân thành đạt, MOHEDALTZAD còn là một nhà văn. Ông đã xuất bản được 3 cuốn tiểu thuyết, gồm BADAVKI 2002, LHIBOTHSEZDIEU 2006 và LABZOMESSEDANNAH. 2012. Năm 2011, MOHED trở thành chủ sở hữu và chủ tịch của đội bóng bầu dục Pháp MONTPELIER HAUTZAB.